tiền nó về nhà em còn chết cơ. Gầy quá. Gầy nó còi dí dậy đó. Cái đứa nó cho thì nó không chăm nữa. Chó thì là hai con đi tiêm tắm chó thì là cứ 10 giờ là phải tắm cho bọn nó này, 11 giờ nó đi ngủ rồi. Điều nó vừa thôi. Bắt đây. Con này hơi nấm nhé. Nấm. Con này nấm. Nấm này. Mày mang bún này không? Có gặp thân nhà. Hôm đầu tiên nó về nhà em còn chết. Nhà đã bên nuôi chó. Nuôi heo ấy. Ok chưa? Thì sao em chân cẳng nó sao không? Không, không sao. Có bị phù không? Không. Nó đấm rồi nhỉ? Nó đấm. Thích luôn. Nó là bắt tao tiêm đấy. Không phải đánh thương. Thường á.